Xin chào tất cả các anh em. Mình vừa xem lại những cái list video mình up lên và mình chợt nhận thấy là từ trước đến giờ, từ khi bắt đầu mình lập cái kênh YouTube này cho đến ngày hôm nay thì mình chưa có một cái video nào mà chúng ta chém gió ở ngoài, chúng ta sẽ nói những câu chuyện ngoài nước hoa. Do đó là cái video này của mình thì trước tiên là mình cũng muốn chia sẻ với các anh em một vài câu chuyện. Và cái thứ hai nữa là mình muốn nhân dịp này mình muốn lấy ý kiến của các anh em góp ý là mình cần như thế nào, mình cần nên làm như thế nào để mà nâng cao cái chất lượng kênh YouTube của mình. Đó. Trước tiên để nói về cái lý do của mình khi mình làm cái kênh YouTube này thì mình muốn chia sẻ đến như tất cả những anh em nào mới chơi nước hoa, những cái gì mình đã được học, những cái gì mình đã được biết về nước hoa đó. Cho nên là mọi người xem kênh của mình, các bạn hoàn toàn có thể thấy có những cái điểm có thể nói là mình học và nói một cách có thể là nghiêm trọng hơn là mình bắt chước đi. Chuyện đối với mình nó hết sức là bình thường, mình không có cái gì mình phải sợ ngại về cái điều đó. Mình học những cái kênh YouTube ở nước ngoài, ví dụ như ở đây là Jeremy Fragrance, Rose Essence, Fragrance Bros đó. Mình học những cái cách họ làm, mình thấy những mỗi một kênh đều có một cái thế mạnh của mình và mình cố gắng trong cái khả năng tốt nhất của mình sẽ lấy những cái điểm mạnh của mỗi kênh để về mình làm, để cốt yếu cái quan trọng nhất đối với mình đó là mọi người khi mà xem thì mọi người sẽ cảm thấy là cô đọng, xúc tích và dễ hiểu nhất cho các bạn. Đó, đấy là cái đối với mình cảm thấy quan trọng nhất. Chứ còn đối với mình thì mình không quan trọng cái việc là khi mà làm cái kênh về nước hoa này là mình phải tạo ra một cái phong cách khác đó, phải có một cái gì đó nó khác hẳn đối với các kênh. Đối với mình thì mình chả quan trọng những cái chuyện đấy. Mình làm thì mình để mình chia sẻ đối với các anh em, chứ để mà lấy một cái gọi là cái level, thể hiện cái level về kiến thức nước hoa thì mình không cần. Đó, cứ nói thật thà đối với các anh em như thế. Cái thứ hai nữa là mình cũng rất là sorry các anh em, bởi vì có rất là nhiều bạn đã inbox mình, ví dụ như hỏi về trao đổi về muốn hỏi mình về ví dụ nên mua chai này ấy, mà mình trả lời chậm, rap chậm ấy. Thì thật sự rất là mong mọi người thông cảm, bởi vì cái tính chất công việc của mình rất là bận, mình cũng không có nhiều thời gian rảnh đó. Mà buổi tối về thời gian cũng có thời gian rảnh, thế nhưng mà như trong một cái video mình đã nói là mình luôn muốn cần có thời gian để mình hiểu mùi hương ấy, thì nói cụ thể hơn ở đây là mỗi một cái video mình rất là mất thời gian. Mình trước tiên là tính cách của mình là người rất là cầu toàn, mình muốn là mỗi một video mình đều nó phải là gọi là tốt nhất có thể đó. Cho nên là từ ví dụ như từ về biên tập video, quay video, hoặc về cái cách diễn đạt đó, mình đều khá là mất thời gian. Do đó khi mà buổi tối về chẳng hạn thì xong xuôi hết các việc thì mình cần phải có thời gian để mình chuẩn bị. Cho nên là thực sự là về mà rap trả lời các bạn xong thì mình không còn một cái thời gian nào nữa. Do đó là mình chỉ khi nào mình ví dụ ban ngày mình rảnh ấy, thì rảnh lúc nào trong công việc ấy, mình rảnh lúc nào thì mình sẽ rap được các bạn lúc đó. Chứ mình không thể nào mà liên tục 24/24 để mà trả lời các bạn. Thế là mong các anh em thông cảm đó. Và cái thứ ba là cái quan trọng nhất, đó là cái video này mình muốn lấy ý kiến của anh em. Kênh YouTube của mình
còn thiếu yếu ở điểm nào. Mình muốn lấy ý kiến của anh em, và nếu như mà nó trong cái phạm vi khả năng của mình thì mình sẽ cố gắng để mà nâng cao chất lượng của kênh YouTube của mình đó. Có một cái câu rất là hay mình đã từng được đọc, đó là cuộc sống là luôn phải học đó. Ngày mai nếu mà có vấn, kể cả ngày mai bạn có ra sao thì đấy là chuyện của ngày mai, còn ngày hôm nay thì bạn vẫn phải học. Do đó là mình rất là welcome, mình rất là mong nhận được các cái ý kiến đóng góp của các anh em, để mà làm sao mình, cái quan trọng nhất mỗi một video mình có thể mang lại được cho các anh em, ví dụ như một cái kiến thức nào đó mà mình biết, và khi mà mình diễn đạt lại mọi người hiểu, thì đấy là cái điều mình mong đợi nhất đó. À, còn một cái vấn đề thứ tư nữa, đó là các anh em toàn thấy là mình rất hay, đa phần có thể nói là 99% mình chỉ review những cái chai design rẻ, cực rẻ, vừa và hơi đắt một chút xíu đó. Thì đối với mình, cái suy nghĩ của mình, những cái dòng niche nó rất là xa lạ, phải đến chiếm đến 80% các bạn dùng nước hoa, cái dòng niche nó rất là xa lạ. Do đó là mình cảm thấy là chỉ nên review những cái chai design, nó sẽ dễ hơn cho các bạn khi mà tìm mua, dễ chọn mùi hương hơn cho các bạn đó. Còn niche thì về sau này thì mình không biết, nhưng mà chắc chắn trong hiện tại mình sẽ rất ít review những cái chai niche, bởi vì mình thấy tính phổ thông nó không cao đó. Thì nếu mà anh em nào mà có những cái thắc mắc như thế thì hy vọng là các anh em hiểu. Mình ưu tiên những cái chai nước hoa mà phổ thông, phổ cập, dễ tìm, dễ mua và dễ chọn cho các bạn, cho các bạn. Còn những cái chai mà giá cả đắt, khó tìm, khó mua, và mùi hương đôi khi nó phải có một cái trình độ nhất định mới có thể thẩm được, thì rất tiếc mình sẽ không làm đó. Cuối cùng là mình rất hy vọng, như mình đã nói là sau khi xem xong video này, các anh em hãy cho mình những ý kiến đóng góp để mình nâng cao cái chất lượng kênh YouTube của mình. Rất là hy vọng các anh em có những comment. Xin chào tất cả mọi người. Thank you.